Xuất ngoại thi đấu, Công Vinh được coi như VIP, Xuân Trường dự bị mòn ghế, Công Phượng khổ nhất. Kỹ năng Công Phượng không hề kém, nhưng anh lại không được trọng dụng thời thi đấu cho đội tuyển của Nhật. Là một trong số ít những cầu thủ được sang nước ngoài du đấu, Công Vinh, Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh lại được đối xử quá khác biệt. Trong nước là cầu thủ xuất sắc, nhưng khi ra nước ngoài, Công Phượng, Xuân Trường phải ngồi mòn ghế dự bị. Có lẽ chỉ có Công Vinh mới là người thành công nhất khi du đấu nước ngoài. Năm 2013, Công Vinh đã ở câu lạc bộ giải hạng 2 của Auxilis. Câu lạc bộ này chiêu mộ 5 cầu thủ theo dạng bản hợp đồng cho mượn có thời hạn chỉ 5 tháng. 5 tháng của Công Vinh trên đất Nhật tràn đầy màu hồng, được đối xử như VIP. Cầu thủ Việt Nam được đội bóng Nhật quảng bá như một trụ cột của đội bóng, được các đồng đội và huấn luyện viên ưu ái giúp đỡ tận tình. Trong khoảng thời gian đó, Công Vinh đá 9 trận, ghi được 2 bàn thắng, giúp câu lạc bộ đứng ở top đầu của giải đấu. Khác với Công Vinh, Xuân Trường được Hoàng Anh Gia Lai cho sang hàng du đấu lần lượt ở hai câu lạc bộ Itigen và Kawon Fan Club trong 2 năm, được thi đấu ở giải hạng nhất nhưng số lần ra sân của Xuân Trường đếm trên đầu ngón tay. Có ra sân cũng chỉ ở tuyển dự bị, còn đây mới là hình ảnh quen thuộc của Xuân Trường trong 2 năm ở hàng. Công Phượng cùng Tuấn Anh cũng được sang Nhật đá trong một thời gian cho hai câu lạc bộ khác nhau. Thời gian đầu Tuấn Anh còn được ra sân, nhưng Công Phượng thì vẫn chỉ được xếp ngồi ghế dự bị. Anh chàng vẫn hàng ngày tập luyện, nhưng cơ hội được thể hiện hầu như không có. Sau 7 tháng tại câu lạc bộ, Công Phượng mới được vào sân một lần và chỉ vỏn vẹn 7 phút. Thời gian đó, hình ảnh Công Phượng phát tờ rơi ở tàu điện ngầm từng khiến các fan yêu bóng đá nước nhà cảm thấy tức giận thay cho nam cầu thủ.